Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quốc Thành AFK. Thì hôm nay mình sẽ dùng ảng thần thơ các bạn. Mình đi qua map 31.48. Mình đi thử qua map này các bạn. Đội hình 1. Bát này đổi hình một, đổi hình một, bạn dùng con này để chết chạy đây không được. Ngon các bạn. Hiện tại thì cái phần đi map cao này nó có fix lại rồi nè. Nó có fix lại rồi các bạn. Tức là mình sẽ đánh từng ải được. Nè, mình đánh ải một được nè, đánh ải hai chứ không cần phải đánh hai ải cùng lúc giống như mấy lần trước. Điều này thì nó dễ dàng cho mình việc dễ dàng cho mình hơn trong việc đi map các bạn. Mấy lần trước thì mình trai khá cực, lần này thì đỡ cực hơn rồi. Không chịu nổi. Là đam quá. Đây mình mau chết các bạn. Sắp vậy thì Ezio không nhảy vào giết con Lyca được. Hơi khó chịu nhỉ. Mình cần một tăng cơ đủ khỏe các bạn. Trước rồi. Ezio là bắt buộc phải còn sống các bạn. Một em. Như này thì đây mình lại bị sốc đam chết. Thank you.
Rồi, mình còn team 2 nữa. Hiện tại thì mình có thể xếp theo từng team thì nó đơn giản hơn mấy lần trước các bạn. Bướm di chuyển trách nhiệm hố xanh nè, đi ca búi tóc không ổn rồi, mình đang cần cần một tăng cơ khỏe. Lucius thì tăng không nổi đâu các bạn. Chắc luôn. Mình đang cần một tăng cơ khỏe. Tôi thả rùa nhảy vào giữa tem địch đi. Nhầm, con rùa level 1. Như vậy em đỡ thời gian hơn này các bạn không cần phải đánh đi đánh lại nhiều lần. Để tha thôi. Kịp rồi. Bướm hố xanh Lyca già bị làm chón nè, có Ezio đơn giản nè các bạn. À, cái này mình có thua nó cũng reset lại nè các bạn, ngon. À, cái lần update này ok quá các bạn, đối với những map này dễ đánh hơn trước rồi. Chưa đủ đam nó sốc chết Lyca các bạn. Cứ thiếu thiếu một xíu đam, mình đổi lại vị trí hai con này xem. Đi chém người phe mình là không được rồi. Ngon ngon ngon, bùm nào. Hai con bướm đánh với nhau kìa các bạn. Tiếc là bướm mình cũng full option rồi nhưng mà không lại bướm chú NBC rồi. Có cơ sở đó qua tiếp tục thử các bạn.
Một xíu nữa các bạn, tiếc thật. Bướm làm khá tốt nhiệm vụ câu kéo thời gian rồi các bạn. Đúng lúc các bạn, ngon à, chết con bướm là được, con bướm địch rồi, xong qua các bạn, qua yeah. Rồi mình đã hoàn thành hết nhiệm vụ hàng ngày rồi. Đây ở Malaysia bùa coi có gì không nha bạn. Mở rương nè, yeah, được một cái áo đỏ, ngon rồi các bạn, có đồ là được. Đó, được cái áo đỏ. Đây. Được cái áo không hề các bạn, buồn dễ sợ. Rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau và đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.